giảng đường là nơi để các em học sinh, sinh viên tiếp nhận kiến thức, trau dồi vốn hiểu biết của mình. Nghĩa ra đây phải là một môi trường an toàn, lành mạnh để các em có thể thoải mái học tập, phát triển các kỹ năng thế mạnh của bản thân nhiều nhất. Nhưng một sự thật đáng buồn là đối với một bộ phận các em học sinh, trường học lại trở thành nỗi ám ảnh, bạn bè trở thành nỗi sợ bởi nạn bạo lực học đường vẫn đang diễn ra. Đây là một vấn đề không mới nhưng vẫn luôn là vấn nạn xảy ra hàng ngày, hàng giờ. Bạo lực học đường là vấn nạn vẫn đang diễn ra, thi thoảng chúng ta lại đau xót khi xem các đoạn video ghi lại các cảnh bạo lực diễn ra ngay tại giảng đường, trường học, nhưng rồi cũng dần lắng xuống như một cái vòng luẩn quẩn. Những nạn nhân sẽ phải chịu những vết thương về thể chất và cả những vết thương lòng, tâm lý bên trong mà có thể theo các em mãi tới sau này. Tuổi trẻ, nhất là lứa tuổi học sinh, sinh viên, cần được định hướng giáo dục đúng cách, cân đối giữa giáo dục tri thức và giáo dục lối sống để các em phát triển toàn diện, trở thành một người có kiến thức và cả một nhân cách đẹp. Chỉ bằng một thao tác tìm kiếm đơn giản trên Internet với từ khóa nữ sinh đánh nhau, học sinh đánh hội đồng, ta có thể nhận về hơn 130 triệu kết quả. Điều này cho thấy tình trạng bạo lực ở lứa tuổi học sinh, sinh viên vẫn đang diễn ra và ngày càng có nhiều hơn những video ghi lại các cảnh bạo lực. Việc những video này bị đăng tải rộng rãi trên mạng xã hội tiếp tục giáng đả kích mạnh mẽ lên chính các nạn nhân. Vào năm 2016, em Quang Huy, 15 tuổi đã tự tử chết vì clip em bị bạn đánh bắt quỳ giữa đường phát tán trên mạng. Cái chết của Huy như một hồi chuông gióng lên về vấn nạn bạo lực học đường. Hay mới đây, tiếp tục một sự việc đau lòng diễn ra khi một nam sinh lớp 9 bị đánh tử vong vì can ngăn nhóm học sinh bị bắt nạt. Và còn nhiều hơn nữa những câu chuyện thương tâm, những em học sinh phải chịu tổn thương vì vấn nạn bạo lực vẫn đang rình rập hàng ngày nơi giảng đường. Em thấy bình thường ạ, tại vì cũng phải có chuyện gì xích mích thì mới xảy ra bạo lực học đường, chứ không, nó cũng không tự nhiên xảy ra ấy anh. Em thì em cũng được các anh của em ở trên bảo vệ ấy, nên là em thì em chẳng sợ ai đâu, nhưng mà em cũng phải được cái, em được cái biết điều ấy anh, nên là em cũng chả gây gổ với ai cả. Em chỉ thấy là nếu mà bắt nạt mà theo kiểu vô lý thì em mới ra mà thôi, chứ em không em, nhưng mà kiểu đánh nhau mà không có ấy gì thì nó mà theo lý do hết cả ấy thì em chả vào để làm gì. Con cũng có, ví dụ bạn mà có chê cái gì thì con cũng có cảm là cũng không xấu hổ, cũng kiểu như là cũng không thích như thế, nhưng mà mình cũng có chia sẻ với con là không sao cả, vì không có gì là xấu, con mọi thứ đều bị tốt bình thường, chẳng làm sao cả, cứ người này người kia làm sao, tức là mà những người mà chê người khác thì không tốt. Mình cũng khuyên con như thế. Xin chào thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Thú Anh. Rất cảm ơn chị đã dành thời gian tham gia học đường 24/7 ngày hôm nay. Vừa được biết là bác sĩ đã dành nhiều năm nghiên cứu về những vấn đề liên quan đến lứa tuổi học sinh, sinh viên. Vì hiện nay thì có một vấn nạn vẫn đang diễn ra ở nơi trường học, đấy là vấn đề bạo lực học đường. Và hôm nay thì rất mong có được những chia sẻ từ chính bác sĩ. Và câu hỏi đầu tiên dành cho chị đấy là chúng ta nên hiểu bạo lực học đường như thế nào là chính xác nhất, và có những loại nào được coi, những loại hành động nào được coi là bạo lực học đường ạ? Bạo lực học đường thì cần phải hiểu là không phải chỉ là những cái vấn đề bạo lực về thể chất mà cả những cái vấn đề bạo lực về tinh thần và bạo lực về xã hội. Ví dụ như là bao gồm cả những cái việc là các em bị kỳ thị, bị phân biệt đối xử, bị coi thường ở cơ sở, hay là chịu những cái áp lực không đáng có, cả vấn đề như bị quấy rối, xâm hại tình dục, thì tất cả những cái đấy nó đều thuộc cái bối cảnh về bạo lực học đường. Hoặc là cả những cái môi trường mà các em không được an toàn, dễ có cái nguy cơ bị dẫn vào những cái chuyện như là nghiện chất, thì những cái điều đấy cũng cần phải được đưa vào trong cái khái niệm là bạo lực và an toàn học đường. Rồi. Và theo bác sĩ thì đâu là những nguyên nhân dẫn đến hành vi bạo lực ở lứa tuổi học sinh ạ? Cái nguyên nhân thì có đến rất là nhiều thứ, vì chúng ta thấy rằng là vì cái khái niệm cũng rộng như thế thì cái nguyên nhân ở đây sẽ có những nguyên nhân mà nó có thể là đến từ chính các cái lứa tuổi đấy, là cái lứa tuổi mà các em có thể là còn chưa định hình rõ những cái hành vi, những cái ứng xử. Tuy nhiên thực ra thì theo cái quan điểm của tôi thì cái đấy nó chỉ là một yếu tố thôi. Mặc dù bây giờ khi mà đọc thì rất là nhiều, khi trong những cái cuộc trao đổi thì các cha mẹ hay là thầy cô giáo thì cứ nói rằng là ở đây là do ở cái lứa tuổi thì các em chưa có những cái nhìn nhận đúng và vì vậy mà có những cái hành vi ứng xử không đúng. Nhưng mà tôi nhìn ở đây là cái vai trò của
gia đình, của nhà trường, của xã hội là lớn hơn, và các em thực ra chỉ là nạn nhân của trong cả một cái hệ thống đó. Và ví dụ như là chúng ta phải nhìn lại là từ khi mình bé, bởi vì là cái câu chuyện về hành vi ứng xử ấy, nó không phải là câu chuyện mà chúng ta gọi là học trong ngày 1, ngày 2. Nó là cái câu chuyện mình được nuôi dưỡng từ bé, từ những cái nhìn nhận, những cái giá trị nhân văn của xã hội như nào, từ những cái hành vi ứng xử trong cái bối cảnh mà anh có những cái mâu thuẫn trong cuộc sống nó như thế nào. Từ những cái mà các con được quan sát hàng ngày, nhìn thấy ở trong gia đình mọi người ứng xử ra làm sao. Đấy thì từ là gia đình, rồi đến khi mà đi học thì những cái điều đấy nó đưa vào trong từng cái nội dung của nhà trường như nào. Và không phải chỉ là vấn đề học, mà là trong ở nhà trường thì các con được quan sát những cái ứng xử trong nhà trường như thế nào. Bởi vì nhà trường cũng là một cái nơi mà có thể nói là một cái môi trường mà các cái quyền lực được thể hiện mạnh nhất, đúng không ạ? Đấy, và tất cả những cái việc mà nó, những cái biểu hiện của vấn đề gọi là bạo lực, vấn đề về quyền lực ở trong trường học, nó cũng ảnh hưởng tới các em, chứ không phải chỉ là nội dung đào tạo về ứng xử hay là về bạo lực trong các cái cuốn sách giáo khoa. Thế rồi là tiếp theo rộng hơn là xã hội, trong những cái chương trình về truyền thông, trong những cái trao đổi trong xã hội thì cái câu chuyện về bạo lực, về ứng xử được đặt ra như thế nào. Và như vậy nó phải rất là tổng thể, chứ không phải chỉ là những cái yếu tố của cá nhân các em học sinh. Vậy thì trước cái tình trạng như vậy thì gia đình nên có cách giáo dục và định hướng như thế nào để các con có một môi trường sống và phát triển lành mạnh nhất, để giúp các con tránh được những cái hành vi bạo lực như vậy? Dạ vâng, như Du vừa chia sẻ, một cái nhân cách hay là cái suy nghĩ về hành vi thì nó của một cái đứa trẻ nó được hình thành từ khi mới sinh ra, chứ không phải là đến tận lớn rồi chúng ta mới học là như thế nào, đúng không ạ? Thế thì từ khi mà sinh ra thì trong cái cách ở nhà bố mẹ giúp con ứng xử với cái câu chuyện về sử dụng cái bạo lực như nào, nó đơn giản thôi, là ở nhà mình khi mà con còn bé, nếu mà gặp một vấn đề gì đấy, chẳng như con ngã cái thì bố mẹ, ôi dồi ôi, cái nền nhà này hư quá, thế là lấy tay đập cái nền nhà, đúng không? Hay là con vướng vào cái bàn, ôi dồi ôi, hay cái đồ chơi, ôi dồi cái này hư quá làm đau con của mẹ, thế là sau đó lấy tay đập vào cái bàn một cái. Thì đấy là cái cách chúng ta đã đưa vào cho cái đứa trẻ một cái nhận thức rất là vô thức thôi, là à như vậy, rằng nếu mà có một cái lỗi lầm gì đấy thì chúng ta có thể sử dụng bạo lực như là một cái cách để xử lý cái lỗi đấy. Và dần dần những cái câu chuyện đó nó sẽ hình thành cái chuyện người ta chấp nhận bạo lực. Mà chúng ta biết rằng rồi, trong cuộc sống thì không thể nào tránh khỏi mâu thuẫn, đúng không? Rồi trẻ con nó chỉ đơn giản là ngồi trao đổi thì nó cũng có chuyện là tranh giành đồ chơi, đúng không? Tất cả những cái câu chuyện đấy. Thế thì cái ứng xử của cha mẹ trong cái việc đấy, giúp con giải quyết những cái mâu thuẫn đấy như thế nào, nó đóng vai trò rất là quan trọng. Một cái thứ hai nữa, đấy là cái câu chuyện trẻ con nó gọi là nó quan sát được là cái ứng xử của người lớn ở trong gia đình. Thế thì ở Việt Nam chúng ta có một con số mà tôi nghĩ rất nhiều người giật mình, đấy là khoảng hơn 60% những cái phụ nữ mà đã từng kết hôn hay là đã và đang kết hôn và hoặc là đã có những cái bạn tình lâu dài thì cho biết rằng là đã từng bị ít nhất là một cái loại hình bạo lực. Và đặc biệt là cái tỷ lệ trẻ con, tức là con cái mà có chứng kiến bố mẹ bạo lực ở Việt Nam rất là cao. Và từ một lần cho đến nhiều lần. Thế thì bạo lực nó là một cái hành vi được học. Và như chị vừa chia sẻ thì gia đình cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới hành vi bạo lực ở lứa tuổi học sinh. Vậy thì theo chị, đâu là những cái tác động cụ thể từ phía gia đình ạ? Vâng, thì đầu tiên là bố mẹ cũng phải xác định đầu tiên là bạo lực nó không phải là cái cách thức để giải quyết các cái mâu thuẫn. Và bạo lực thì chỉ có sinh ra bạo lực mà thôi. Và vì vậy mà bản thân chính bố mẹ cũng sẽ phải học cái cách, bởi vì cái câu chuyện mà ứng xử trong những cái mâu thuẫn ấy và sử dụng những cái cách ứng xử không bạo lực ấy thì không phải ai cũng biết đâu. Đấy, thế thì ngay chính bố mẹ cũng phải đầu tiên là học đã, để biết rằng là với một cái mâu thuẫn mình có thể xử lý như thế nào và cùng thống nhất nhau về những cái cách đó, để mà trong cái giáo dục trẻ em, trong mỗi một cái tình huống mà gặp vấn đề như thế thì sẽ phải nói với, trao đổi với con và sử dụng cái cách thức không bạo lực, và phải thậm chí phải học cả những cái kỹ thuật. Ví dụ như là ở trong cái chương trình chúng tôi làm việc với cả những cái người gây bạo lực chẳng hạn, thì chúng tôi có một cái kỹ thuật gọi là kỹ thuật hết giờ. Đấy, thế thì cái mâu thuẫn là cái thường xuyên xảy ra, nhưng mà không có nghĩa rằng chúng ta có mâu thuẫn, đúng không? Thì chúng ta sẽ sử dụng cái bạo lực để xử lý mâu thuẫn, mà sẽ xem là làm thế nào để xử lý được. Thế thì khi mà
trong gia đình có mâu thuẫn thì mỗi cái người cần phải biết nhận biết cái cơ thể mình, biết là có những cái dấu hiệu này báo cho trước rằng là mình sắp sửa mất kiểm soát đấy, mình có thể sẽ có một hành vi bạo lực đấy. Thế thì mình sẽ phải rời khỏi cái tình trạng đấy, mình phải bước ra một chỗ khác, mình phải ra khỏi nhà hay mình phải như thế nào đấy để mình tránh cái việc là mình sẽ gọi là xuống chân xuống tay, mình phải dùng bạo lực đấy. Và sau một thời gian mình tĩnh tâm, ví dụ sau khoảng 30 phút mình bắt đầu hít sâu, mình uống một cốc nước lạnh chẳng hạn đấy, thì đơn giản là những cái kỹ thuật rất đơn giản thôi, nhưng mà cũng phải học đấy, để mà mình giúp mình kiểm soát cái cảm xúc của mình và giúp mình không bạo lực. Và trong gia đình, chính cái cách thức mà bố mẹ đối xử với nhau, chính những cái cách thức mà gia đình tạo ra những cái khoảng khắc chung của gia đình, và chính cái cách thức mà bố mẹ đối xử bình đẳng với con cái, với con trai, với con gái, với những người con có cả những cái giới tính, những cái xu hướng tính dục khác biệt trong gia đình được đối xử bình đẳng và nhân văn, thì nó sẽ nuôi dưỡng được những cái giá trị nhân văn ở trong đứa trẻ. Và đó là từ phía gia đình. Vậy thì từ phía nhà trường, các thầy cô cần có những hành động như thế nào để đẩy lùi được vấn nạn này? Thực ra nhà trường là có vai trò rất quan trọng, tôi nghĩ ở nhất là Việt Nam. Bởi vì là rất nhiều khi các bố mẹ đều nói rằng là các con nó không sợ bố mẹ đâu, nhưng mà nó sợ các thầy cô. Thế điều riêng điều đấy đã thấy rằng là cái môi trường trường học ở Việt Nam ấy là một cái môi trường rất dễ phát sinh bạo lực. Bởi vì chính trường học cũng đã là một cái hình thức dễ gây bạo lực rồi. Khi trẻ con vào trường học tự nhiên nó đã cảm giác như nó bị đe dọa gì đấy, đúng không? Mặc dù mình vẫn muốn nói là mỗi ngày đi học là một ngày vui, nhưng cái điều đấy có vẻ là rất hiếm, đúng không? Nếu chúng ta phải ở trong một cái lớp học mà có 50-60 học sinh, đúng không? Và luôn luôn rất nhiều bài tập, tất cả những cái áp lực đấy nó đã tạo ra cái môi trường để mà trẻ con nó cảm thấy bị áp lực, bị bạo lực. Đây là đang nói là bạo lực tinh thần. Còn lại chúng ta thấy là cứ thỉnh thoảng lại thấy trên báo chí đưa một vụ thầy cô bắt quỳ, bắt uống nước lau bảng gì đấy, đúng không, thì đã thấy rằng là lại áp dụng cả những cái hình thức bạo lực. Như vậy chính các thầy cô lại gieo vào cái câu chuyện là bạo lực có thể được sử dụng như một cách thức để kỷ luật, và trẻ con thì nó học cái điều đấy và sau đấy nó ứng dụng lại. Và ở đây thì tôi cũng không có ý là đổ lỗi cho các thầy cô, bởi vì thầy cô lại là cũng là những cái sản phẩm của xã hội. Thế thì và có một cái điều là cái vấn đề về sức khỏe tinh thần ở Việt Nam ấy, nó rất là nhiều vấn đề. Mà các thầy cô thì làm việc trong cái môi trường rất là áp lực. Nhưng mà gần như khi mà các thầy cô ở trong trường đấy, chúng ta không có bất kỳ một cái chương trình nào hỗ trợ về vấn đề về tâm thần cho các thầy cô. Dù rồi chúng tôi có làm một cái khảo sát rất nhanh, không phải ở trường học mà với cả trong một cái môi trường cũng căng thẳng không kém với trường học, là môi trường bệnh viện. Thì cái tỷ lệ các bác sĩ gặp trạng thái căng thẳng thần kinh là rất cao. Thì tôi hình dung là nếu mà làm một cái điều tra như vậy với cái môi trường trường học, chắc chắn các thầy cô cũng sẽ gặp như thế. Mà nếu các thầy cô đang bị căng thẳng, bị áp lực thần kinh, áp lực rồi, thì rõ ràng cái việc người ta dạy cái đứa trẻ rất là khó. Ở CCIP chúng tôi thì có cái chương trình tư vấn tâm sự bạn trẻ cho các bạn thanh niên, thì thường xuyên chúng tôi phải có những cái chương trình gọi là giải stress cho các bạn tư vấn, bởi vì hàng ngày các bạn phải nghe rất nhiều những câu chuyện vui thì lại ít thôi, mà lại rất nhiều những cái chuyện căng thẳng, những cái câu chuyện phải nghe, những cái áp cái bức xúc của mọi người, thì những cái điều đấy nó gây áp lực rất nhiều cho những cái người làm tư vấn. Mà nếu anh không có những cái chương trình giải stress ấy, thì bản thân người tư vấn họ bị stress, mà khi anh đã stress rồi anh sẽ không thể nào anh lan tỏa những cái năng lượng tích cực cho người khác. Thế thì môi trường trường học cũng thế thôi. Vâng, đấy. Và vì vậy mà đầu tiên là tôi nghĩ là những cái người giáo viên ấy, là họ phải được hỗ trợ đã, và trong ngay cả từ tuyển chọn, từ đào tạo chúng ta cũng đã phải rất cẩn thận. Ví dụ như là ở Hà Lan này nhá, nếu những cái bạn nào mà muốn đi làm giáo viên, nhất là giáo viên mầm non ấy, phải trải qua ít nhất là một tuần ngồi ở một cái trường mầm non trước khi bạn đăng đơn nhé, trước khi bạn gọi là được đưa đơn vào trường ấy. Và thì trong lúc mà đưa đơn trong hồ sơ bạn phải có cái đấy, bởi vì người ta nói rằng là nói cái câu chuyện tôi yêu trẻ con thì dễ lắm, ngồi thỉnh thoảng đi qua xoa đầu chơi một đứa trẻ con rất dễ, nhưng bạn nếu bạn ngồi bạn làm việc được cả một ngày với trẻ con, mà không phải chỉ một ngày, một tuần bạn ngồi làm việc được trong một cái môi trường với mấy chục đứa trẻ con mà bạn vẫn cảm thấy thoải mái, bạn vẫn bình tĩnh, bạn vẫn xử lý được, thì lúc đấy mới là cái được một cái tố chất. Tôi xin cảm ơn những chia sẻ hết sức sâu sắc và ý nghĩa của bác sĩ Hoàng Tú Anh ạ. Xin cảm ơn quý vị và khán giả đã dành thời gian cho Học Đường 24/7. Hẹn gặp lại quý vị và khán giả ở các số tiếp theo.